Thánh nữ Teresa, Thánh nữ của tình yêu. Ngài là tiến sĩ của Hội Thánh. Khi tôi còn nhỏ, lúc tôi vào đệ tử viện, cả lớp tôi đã chọn Thánh nữ Teresa hay Đồng Giêsu làm bổn mạng cho lớp. Khi cả lớp lựa chọn một trong hai thánh, một là Thánh Đồng Bosco, hai là Thánh nữ Teresa hay Đồng Giêsu, tất cả đều bầu phiếu kín, và rồi Thánh nữ Teresa đã chiếm phần đa số, cho nên cả lớp đều chọn Thánh nữ Teresa làm bổn mạng của lớp mình. Lẽ dĩ nhiên, khi chọn Thánh nữ Teresa làm bổn mạng của lớp mình, chúng tôi đã chọn con đường nên thánh của Thánh nữ, bởi vì con đường thơ ấu thiêng liêng là con đường xem ra đối với chúng tôi dễ thực hiện. Bởi vì Thánh nữ Teresa quan niệm rằng dù mình cúi xuống nhặt một chiếc kim hay nhặt một cái rác vì lòng yêu mến Chúa, thì mình cũng cứu được một linh hồn. Cho nên con đường thơ ấu thiêng liêng đó là con đường xem ra dễ thực hiện trong đời sống của từng chú đệ tử. Nên lớp tôi đã chọn con đường đó như là một phương diện lên thánh cho mỗi người trong đời sống tu trì của mình. Mặc dù mới là một chú đệ tử nhỏ, nhưng chúng tôi đã luôn luôn thực hành cái điều mà Thánh nữ Teresa hay Đồng Giêsu đã thực hiện trong cuộc đời của mình. Chúng tôi còn nhớ câu nói Thánh nữ Teresa hay Đồng Giêsu đã thốt lên: "Tôi muốn làm rơi hoa hồng xuống cho mọi người." Hay Ngài nói: "Tôi chọn tất cả và cho đi tất cả." Những câu nói của Thánh nữ Teresa hay Đồng Giêsu giúp chúng ta nhận ra rằng Ngài có một tâm hồn khiêm nhu, một tâm hồn nhỏ bé, một tâm hồn nữ tỳ như Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Khi mẹ nói lời xin vâng với sứ thần Gabriel, có nghĩa là mẹ nói lời xin vâng với chính Thiên Chúa. "Này, tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền cho tôi." Lời đó, Thánh Teresa hay Đồng Giêsu cũng đã ghi nhớ, ghi khắc ở trong tâm hồn của mình, và rồi Ngài đã thực hiện trong suốt cuộc đời của mình. Dù cả cuộc đời của Ngài ở trong bốn tường tu viện, Ngài chỉ viết có một cuốn sách, một tâm hồn, nhưng cuốn sách đó đã là con đường dẫn cho nhiều người nên thánh. Chính cuốn sách đó đã đưa Thánh Teresa hay Đồng Giêsu được nâng lên bậc tiến sĩ của Hội Thánh. Đó là một vinh dự lớn lao cho Thánh nữ Teresa hay Đồng Giêsu, bởi vì Ngài viết một cuốn sách, một tâm hồn, nhưng cuốn sách đó lại có một giá trị lớn, giá trị rất lớn hơn bất cứ ai viết nhiều cuốn sách khác về đạo đức. Ngài không viết nhiều như các thánh tiến sĩ khác, nhưng thực tế Ngài chỉ viết một cuốn đó thôi, với sự khuyến khích của chị mình, cũng là một nữ tu đã làm bề trên ở trong tu viện Carmen. Với chị của mình khuyến khích, Thánh nữ Teresa hay Đồng Giêsu đã miệt mài nói lên cảm nghiệm một cuộc đời của mình, yêu mến Chúa như thế nào và con đường đến thánh của mình như thế nào. Cho nên, tất cả mọi người khi thực hành con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh nữ Teresa hay Đồng Giêsu
họ sẽ cảm thấy cuộc đời của họ quả thực nhẹ nhàng và việc theo Chúa không nặng nề như người ta tưởng tượng. Vì con đường tơ ấu thiêng liêng là con đường dễ làm, dễ thực hành. Và con đường đó, bất cứ ai dù lớn tới nhỏ cũng đều thực hiện được. Cho nên con đường tơ ấu thiêng liêng là con đường tốt đẹp mà Thánh Nữ đã dẫn nhiều linh hồn tới với Chúa. Chúng tôi, cả lớp, đã thực hiện những điều đó trong cả đời sống đệ tử của mình. Và rồi lớn lên, khi chúng tôi vào nhà tập, khi chúng tôi học ở học viện, cho tới khi chúng tôi được nhận sứ vụ linh mục, thì cuộc đời của chúng tôi vẫn luôn thực hiện điều mà Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã thực hiện trong cuộc đời của Thánh Nữ. Chúng tôi thực hiện những điều của Thánh Nữ trong sách Một Tâm Hồn. Chúng tôi cảm thấy mỗi người chúng tôi nhẹ nhàng khi theo Chúa. Theo Chúa không phải là một cái gì đó, một gánh nặng cho cuộc đời của mình. Mặc dù Đức Giê-xu Kitô nói rằng ai muốn theo tôi hãy tự vác thập giá của mình mà theo tôi. Vác thập giá của mình nghĩa là mình vác thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải mình vác cái ý riêng của mình để mình đi theo Chúa Kitô. Nếu mình vác cái ý riêng của mình mà đi theo Đức Giê-xu Kitô, chúng ta sẽ cảm thấy đời sống của chúng ta nặng nề và đời sống của chúng ta khổ cực biết bao. Nên con đường lên thánh của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu là con đường tốt nhất cho tất cả những con người muốn thực hiện con đường lên thánh của mình với một việc nhỏ nhưng lại trở nên rất vĩ đại, trở nên rất lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Cả cuộc đời của chúng tôi, từ khi là một chú đệ tử cho tới khi lãnh nhận sứ vụ linh mục và đi phục vụ trong các cánh đồng truyền giáo, chúng tôi vẫn tâm niệm rằng Thánh Nữ là gương mẫu cho đời sống chúng tôi noi theo. Nhờ chúng tôi noi theo Thánh Nữ như thế, cuộc đời phục vụ của chúng tôi trong cánh đồng truyền giáo bát ngát mênh mông trở nên nhẹ nhàng. Trở nên nhẹ nhàng ở đây không có nghĩa là chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi và vất vả. Nhưng thực tế, khi chấp nhận con đường tơ ấu thiêng liêng, chúng tôi cảm thấy con đường chúng tôi đi, dù có nắng nôi, dù có gồ ghề, dù có nhiều bụi bặm, chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc trong đời sống của chúng tôi. Vậy, hôm nay kinh mừng lễ Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu là bổn mạng các sứ truyền giáo, chúng ta cảm thấy cần phải noi gương bắt chước Ngài. Bởi vì Ngài cũng có ý định muốn qua Việt Nam của chúng ta để làm việc truyền giáo trong bốn bức tường của tu viện. Khi Ngài ước mong như thế, Ngài chưa thực hiện được những điều đó, thì Chúa đã gọi về vào lúc Ngài mới có 24 tuổi đời. 24 tuổi đời chưa phải là dài đối với một dòng đời, nhưng thực tế đối với Ngài là quá đủ để Ngài có thể ra đi trước mặt Chúa và về với Chúa. Chúng ta nguyện xin Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để đời sống của người mỗi người chúng ta bắt chước gương lành của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Amen.